Một là nhảy, hai là chết. Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu nói của Nguyễn Trọng Phúc đã tự nhủ khi ngoảnh mặt nhìn ngọn lửa đang phừng phừng đập qua lớp cửa kính nhà vệ sinh. Từ lỗ thông gió tầng 3, anh cố gắng xác định vị trí của mái tôn nhà bên cạnh rồi nhảy xuống. Phúc là một trong 30 người may mắn sống sót trong vụ cháy quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Nhưng 32 nạn nhân khác đã không như vậy. 18 giờ ngày 6 tháng 9, Nguyễn Trọng Phúc, 18 tuổi, bắt đầu ca làm ở quán karaoke An Phú. Như mọi ngày, anh đứng trước cửa thang máy tầng 3 chờ đón khách. Bên ngoài trời mưa rả rích, hôm ấy lại là thứ ba, không phải là ngày nghỉ, ngày lễ, công việc của Phúc nhàn hơn thường lệ. Phúc mới nhận việc ở quán karaoke này chưa đầy một tháng, lương hơn 6 triệu đồng. Anh trông chờ thêm khoản tiền bo. Ba mẹ em ly dị, bà ngoại nuôi em từ nhỏ đến lớn. Sau tai nạn gãy tay, nằm nhà nhiều tháng thì em đã xin đi làm lại để dành tiền trả ơn ngoại. Karaoke An Phú là một trong những tụ điểm vui chơi nổi tiếng của thành phố Thuận An. Nó nằm ở vị trí đắc địa trên đường Trần Quang Diệu, cách vòng xoay lớn gần 100m. Quán có hình chữ L, rộng hơn 1.500m2. Với 3 tầng, chủ yếu bố trí các phòng hát, sân thượng rộng 500m2, ngăn thêm phòng dành cho nhân viên nữ. Bên trong mỗi phòng karaoke, quán trang trí bàn ghế sofa kiểu hoàng gia hình chữ U. Vách tường thiết kế 3 lớp với mút xốp cách âm, ván ép, tấm nhựa trang trí phù điêu. Trên trần gắn thêm đèn chùm, đèn nháy, những quả châu tăng thêm phấn khích cho khách. Theo quy định, thì mỗi ngày nhân viên Như Phúc sẽ tuần tự phân bổ khách vào 10 phòng hát từ tầng 3, tiếp đến là 13 phòng ở tầng 2, cuối cùng mới đến 7 phòng ở tầng trệt. Những vị khách đầu tiên của Phúc trong chiều hôm đó gồm 4 người vào quán lúc hơn 16 giờ. Những nhóm tiếp theo, ít nhất là 4 người, nhiều nhất là 7, dần lấp đầy 50% lượng phòng ở tầng 3. Đến khi quán, khách hầu hết đã ngà say, thì Phúc đánh giá cho biết thêm. Ngoài nhiệm vụ dẫn khách, thì anh còn bận rộn với việc order đồ uống, món ăn và dọn phòng. Phục vụ trong phòng chỉ có nhân viên nữ, số lượng nữ ở mỗi phòng tương đương với số khách, Phúc nói. Theo Phúc, thì tối đó, các phòng đều hát hò say sưa, có nơi kêu đến thùng bia thứ hai. Mọi việc diễn ra bình thường, cho đến khi anh nghe tiếng hô hoán, có khói, cháy trong phòng rồi. Hai vị khách lao ra khỏi phòng 303, chạy thẳng xuống dưới lầu khi nghe tiếng hô chưa kịp dứt. Phúc chỉ nghĩ là điện chập, anh định chạy lại đổi phòng cho khách, nhưng khói đã bắt đầu tràn ra khe cửa phòng. Phúc cùng một nam nhân viên khác chạy đến đẩy cửa kiểm tra, thì bị khói sọc vào mặt, dù chưa thấy lửa. Phía hai cầu thang bộ, thì khói đã bốc đen, cũng bốc lên nghi ngút. Lúc lấy bộ đàm thét lớn, alo, bộ đàm có ai nghe không? Trên đây có cháy, nhưng không được hồi đáp. Xung quanh thì chỉ có tiếng la hét và những âm thanh hỗn loạn. Tại tầng 1, Ngọc, một nhân viên thu ngân, thấy một nam thanh niên dáng cao gầy, áo vắt trên vai, lao xuống từ thang bộ, kêu lớn, cháy, cháy, khói quá rồi. Hốt hoảng, Ngọc ôm vội bình chữa cháy ngay dưới chân bàn, dúi vào tay một phục vụ phòng. Cô tiếp tục chạy lại góc sảnh lấy thêm bình cứu hỏa mang lên, nhưng chỉ đến được cầu thang tầng 2 thì phải quay xuống vì khói đã bao phủ. Một số người từ trần trên kịp túa xuống tháo chạy khỏi quán. Vài bảo vệ người giữ xe cố gắng chạy ngược vào để lên các tầng trên để mà ứng cứu, nhưng vô vọng. Ngọc nghe tiếng quản lý thúc giục gọi 114. Tầng 2 lúc này đã chìm trong biển lửa, ngăn cách tầng trệt với tầng 3. Phúc cùng đồng nghiệp gõ cửa kính các phòng có khách, hô lớn để báo cháy, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục hát. Mỗi lần mất điện thì nhân viên trong phòng thường nói khách một lát sẽ có lại. Có thể lần này thì họ cũng nói vậy nên khách đã không ra ngoài, Phúc tự lý giải. Điện đã ngắt sau đó, hành lang tối đen, mù mịt khói. Phúc định chạy xuống cầu thang bộ chỉ các anh chừng khoảng 10 mét để thoát xuống, nhưng anh bị ngộp thở. Phúc lao vào toilet phòng SUB, một VIP cạnh đó.
đóng cửa kính để ngăn khói. Anh rửa mặt cho tỉnh, định chạy ra ngoài nhưng thấy lửa đổ rực qua lớp cửa kính. Phục đã liều mình đứng lên bồn cầu, chui qua cửa thông gió mở 45 độ, nhảy xuống. Từ một độ cao khoảng chục mét, Phúc đã rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh, gãy chân phải. Cùng lúc đó, trên phòng nghỉ nhân viên ở tầng thượng, tiếp viên Trương Kim Nhi cùng đồng nghiệp cũng nghe lao sao tiếng hô hoán cháy từ bên dưới. Cô gái 27 tuổi đã định thoát thân bằng cầu thang bộ, nhưng khối lửa ở từ tầng 3 đã bùng lên. Trong không gian đen đặc, Nhi và nhiều người khác buộc phải chạy ngược ra sân thượng. Họ bảo nhau, nhảy hoặc chết. Ba người quyết định treo nhanh qua thanh lan can, nhảy xuống mái tôn nhà hàng xóm. Nhìn độ cao 2 tầng lầu, Nhi sợ hãi, định quay lại, nhưng dưới sàn, dưới chân cô thì đang nóng chân lên. Cú nhảy khiến người mẹ đơn thân choáng váng. Cô cố gắng dùng sức lực còn lại cùng sự hỗ trợ của người dân leo xuống khỏi mái tôn. Nhi đã gãy 2 xương mắt cá chân, nhưng giữ được tính mạng. Từ xa, cô nghe tiếng còi báo cháy hú vang, nhìn lên những cơn sóng lửa bừng bừng từ cửa sổ tầng 3. Nhi tự hỏi, không biết bao nhiêu bạn bè của mình đã thoát được. Điều tra ban đầu cho rằng vụ cháy khởi phát từ la phong tầng 2 do chập điện, rồi cháy sang lan can các tầng khác. Lúc này, 5 trong 30 phòng hát đang hoạt động, khoảng 30 người khách và 30 nhân viên có mặt tại các tầng 1, tầng 3, phòng nghỉ trên sân thượng. Điện mất, khói đã bao trùm tầng 2 và tầng 3, khiến nhiều người không thể tiếp cận cầu thang bộ, thưa quý vị. Khoảng 20 giờ 40 phút, nhiều xe chữa cháy của công an thành phố Thuận An đến hiện trường. Toàn bộ lực lượng của phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy Bình Dương cũng được huy động thêm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang và 1 xe trạm bơm. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm làm cứu hỏa, Thượng úy Lê Quang Tuấn, 34 tuổi, mới chữa cháy quán karaoke. Vừa nghe tin, tôi đã liên tưởng đến vụ cháy karaoke ở Hà Nội khiến 3 chiến sĩ tử nạn. Nó cũng có tăng như vậy, anh em có chút sợ hãi, anh Tuấn kể lại. Trước đây, Bình Dương chủ yếu xảy ra cháy tại nhà xưởng, công ty, diện tích lớn nhưng thiệt mạng về người thì rất ít. Tại hiện trường, ngọn lửa từ phần trên của bảng hiệu quán đang cháy rực sáng cả khu dân cư. Mùi khói, mùi khét, nồng nặc, bao trùm. Mặt tiền quán bị bít bởi các tấm ốp trang trí, đèn LED. Hai bên không có ban công, bên trong quán rất sâu, lại nhỏ hẹp, nhiều phòng kính. Ngay khi tới, tôi đã xác định việc tiếp cận sẽ rất khó, Thượng úy Tuấn kể lại. Chỉ huy chữa cháy, Trung tá Bùi Trọng Hiếu, Phó phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương, chia lực lượng thành các tổ cứu hộ, cứu nạn, dập lửa, trinh sát thay nhau vào hiện trường. Ưu tiên trước nhất là giải cứu nạn nhân trên tầng thượng. Họ như bủa vây bởi khói trong một cái lồng sắt, Trung tá Hiếu tả lại khung cảnh chưa từng thấy trong nghề. Trong làn khói đen cuồn cuộn, nhiều cô gái trẻ thò đầu ra khỏi song sắt để thở. Họ hoảng loạn với tay về phía cứu hộ. Một số lấy quần áo ra vẫy, kêu gào thất thanh. Trung tá Hiếu vào xe thang cùng Thượng úy Tuấn để tiếp cận nạn nhân. Khi vỏ thang tiến đến gần góc sân thượng, hơn chục cô gái còn mặc đồ ngủ, mặt mũi lem luốc khói bụi, khẩn thiết. Anh ơi, cứu em với, em không thở nổi nữa rồi. Phía đối diện, Thượng úy Tuấn nói lớn để trấn an. Mọi người bình tĩnh, ai ở ngoài thì ra trước, không được chen lấn, ai cũng sẽ được cứu. Anh Tuấn phá nhiều thanh sắt, tạo khoảng hở để treo vào bên trong. Trong khi Trung tá Hiếu nắm chặt tay vào song sắt, đẩy nạn nhân đạp lên khuỷu tay, treo vào vỏ thang, đưa xuống. Mỗi lượt từ 3 đến 4 người. Cứ như vậy, tổng cộng 12 người mắc kẹt trên sân thượng được cứu thoát. Nhiều người bị bỏng, ngất xỉu do ngạt khói, được đưa vào bệnh viện An Phú, cách đó khoảng 500 mét. Khi không còn nghe tiếng kêu cứu, lửa ở bảng hiệu của quán đã được dập tắt. Trung tá Hiếu hy vọng mọi người bên trong đã kịp chạy ra. Lúc đó khoảng 21 giờ, tôi ước mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, anh nói. Nam nhân viên karaoke An Phú nói vọng vào đám đông lính cứu hỏa, còn 5 đến 6 người kẹt ở lầu 2 nữa kia. Lúc này Trung tá Hiếu nhận ra chưa thể xác định chính xác số nạn nhân còn kẹt lại. Kiểm tra tầng thượng,
các trinh sát nhận thấy không thể đi từ trên xuống vì lửa quá lớn. Đội phương án tiếp cận từ dưới lên và từ hai bên hồng quán. Mỗi đội 3 người tiến vào trinh sát các tầng bên trong. Là tổ đầu tiên vào hiện trường, thượng sĩ Nguyễn Hữu Tình, 26 tuổi, dẫn đội lên tầng 3. Tình cùng đồng đội đeo bình oxy, mặt nạ chống độc, bao tay đi theo hàng dọc. Người đi cuối kéo vòi rồng vừa dập lửa, vừa xịt nước ướt quần áo cả đội để giảm sức nóng. Vừa bước qua các bậc thang tầng trệt lên hành lang tầng 2, Tình thấy nhiều đốm lửa nhen nhóm ở các bức tường phòng hát, khói thì mù mịt. Cả đội khom lưng bò sát sàn để hạn chế khích khói độc. Lần mò trong đêm tối lên đến tầng 3, không khí càng khó thở, lửa vẫn đang cháy đỏ. Nước từ vòi rồng chạm vào bức tường nóng sôi xèo xèo, táp ngược trở lại, chúng tôi như ở trong cái nồi hơi, Tình tả lại. Qua lớp kính bảo hộ, tướng sĩ Tình chỉ thấy bóng đen tối kịch đang nuốt chừng ánh sáng yếu ớt từ 3 cái đèn pin cứu hộ. Âm thanh duy nhất là tiếng xịt nước xen lẫn tức bước chân lạo xạo của 3 người lính. Nguồn nhiệt trong hành lang nén lại, nóng rực như lò nung, nhưng Tình vẫn cảm thấy hơi lạnh chạy qua sống lưng. Thấy lớp cửa kính ở phòng đầu tiên bên phải cầu thang, anh đẩy mạnh bước vào. Tình chậm rãi quơ tay để cảm nhận phương hướng và vật cản phía trước định hướng cho cả tổ. Khi tay đã chạm vào một vật mềm, Tình cúi xuống soi đèn kỹ thì phát hiện người đàn ông cởi trần, mặc quần sọt jean, nằm co quắp, nạn nhân đã tử vong. Dù mang bao tay, tôi vẫn cảm nhận được sức nóng rất lớn tỏa ra từ da thịt anh ấy, Tình nói. Anh cố sức cùng đồng đội bồng thi thể lần mò xuống lại tầng trệt. Đây là nạn nhân đầu tiên được phát hiện tại phòng 301. Lúc này, 6 đơn vị chữa cháy của tỉnh Bình Dương với hơn 100 chiến sĩ đã chia thành hàng chục đội thay phiên nhau tiến vào. Nhưng tầng 3 vẫn nóng hầm hập khiến việc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn. Mỗi lần trinh sát, lính cứu hỏa cứu nạn chỉ có thể di chuyển bên trong khoảng 15 phút rồi phải chạy ra thay bình oxy. Trung tá Hiếu cho biết do quán karaoke thiết kế khép kín nên khói, nguồn nhiệt không thể thoát và tụ lại ở tầng 3. Nỗ lực xịt nước dập lửa tiếp cận nạn nhân từ mái nhà, từ lỗ đập tường bên cạnh cũng không khả thi do mút xốp cách âm, trần la phong ván rổ, sofa cháy âm ỉ. Hơn 12 giờ kể từ khi vụ cháy bắt đầu, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ sân thượng và các lỗ thủng trên tường. Lính cứu hỏa trắng đêm chữa cháy, từng xe cứu thương vẫn nối đuôi nhau ra vào hiện trường. Số người chết lên, tăng lên từng giờ. Đầu giờ chiều ngày 7 tháng 9, các phòng hát cơ bản được trinh sát đã xong. Lệnh từ chỉ huy yêu cầu kiểm tra đến phòng vệ sinh khóa trái cửa ngay sát phòng 301. Tổ trinh sát của Thượng úy Tuấn được phân công phá cửa. Chỉ mong sao đừng tìm thấy ai, anh đã âm thầm cầu nguyện. Cánh cửa nhà vệ sinh có một lực cản rất mạnh, không thể đẩy vào. Ba chiến sĩ hợp sức mới có thể đẩy nó ra nhích từng một chút. Cửa vừa hé, ngay lập tức mùi mỡ cháy quyện vào mùi khéo khét sọc đã thẳng ra ngoài. Mùi đó rất khó tả. Nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ, Thượng úy Tuấn trùng giọng. Khi cánh cửa mở được một nửa thì cả đội bàng hoàng nhận ra thứ gì đó rất nặng, chính là thi thể của 8 nạn nhân nằm chồng lên nhau trong không gian 20m2 của nhà vệ sinh. Đau xót, hình ảnh đó có lẽ sẽ theo tôi cả đời, anh Tuấn nói. Đây cũng là phòng có nhiều nạn nhân nhất. 23 giờ tìm kiếm kết thúc sau khi nạn nhân cuối cùng được tìm thấy tại phòng 305, nâng tổng số nạn nhân của vụ cháy lên 32 người. Đây cũng là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất tại Việt Nam trong 20 năm qua, kể từ sau vụ cháy tòa nhà ITC khiến 60 người thiệt mạng tại thành phố Hồ Chí Minh. 22 năm làm phòng cháy chữa cháy, chúng ta hiểu chưa bao giờ chứng kiến một vụ cháy nhỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn đến thế. Chỉ 400m2 thì đã cướp đi sinh mạng của 32 người, bỏ lại biết bao cuộc đời dang dở. Anh Hiếu thở dài. Đó thật sự là tầng karaoke tử thần. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một trong những câu chuyện của những người đã từng chứng kiến, người từng là nạn nhân, người
là phòng người phòng cháy chữa cháy, là lính cứu hỏa cứu nạn. Thì quý vị vừa nghe qua những cái lời tâm sự tự sự của họ khi chứng kiến vụ việc cũng như tham gia vào cứu nạn trong cái vụ cháy quán karaoke An Phú gây chấn động cả nước ngày hôm nay. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà buổi sáng ngày hôm nay đó Tân Nguyên muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm, yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh. Mong rằng quý vị khán giả khi mà nếu như yêu thích video thì hãy cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ để kênh của em có thể phát triển hơn, tạo một trong những cái nguồn động lực để mà em có thể tiếp tục cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị những cái thông tin mới nhất, chính xác nhất trong những cái câu chuyện hay nhất trong những cái vấn đề mà quý vị khán giả quan tâm. Còn bây giờ xin chào cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái video và chủ đề mới tiếp theo. Xin cảm ơn. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.